hãy cùng chào đón tất cả các thí sinh một lần nữa xuất hiện trên sân khấu để chúng tôi giới thiệu và chọn ra 7 thí sinh gọi là top 7 trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi Khánh Hoàng công bố danh sách của 7 thí sinh, tức là chúng ta sẽ chọn một nửa để vào vòng trong, thì Khánh Hoàng cũng xin cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả các cô đã bỏ thời giờ, bỏ công sức để mà tham gia cuộc vui với tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như là quý vị khán giả nơi đây. Dạ vâng, kính thưa quý vị, cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, ai người nào thắng, người nào là kẻ thua, thì mong rằng các cô cũng sẽ có những cái kỷ niệm rất là vui và hạnh phúc. Vì dù sao đi chăng nữa, đây cũng là một kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cuộc đời của các cô. Và bây giờ Khánh Hoàng xin mời ban giám khảo hãy cho cái kết quả để ban giám khảo có thể công bố top 7. Ừ, xin cảm ơn chị. Mỗi lần cầm bao là em có nghĩ là có tiền lì xì không anh? Tiền lì xì được từng stem lại đâu em. Thôi, bây giờ thì chúng tôi sẽ đọc tên từng thí sinh và chắc chắn những tràng pháo tay của quý vị sẽ khích lệ tinh thần cho các thí sinh rất nhiều. Đầu tiên, xin quý vị cùng chúc mừng cho thí sinh mang số 2, Selena Nhung Võ. Và thí sinh kế tiếp được vào vòng trong, kính thưa quý vị, thí sinh mang số 8, Bùi Thị Hà. Tiếp theo là thí sinh số 3, cô Cindy Trần. Và người thứ tư được vào vòng kế tiếp, kính thưa quý vị, thí sinh mang số 13, Bùi Thị Trang. Xin mời quý vị hãy cùng cổ vũ cho thí sinh mang số 11, Lenny Bùi. Và thí sinh thứ 6 được vào vòng trong, kính thưa quý vị, thí sinh mang số 5, Phan Thị Thu Thủy. Chúng ta chỉ còn một thí sinh nữa thôi, kính thưa quý vị. Bây giờ trên sân khấu chúng ta còn 8 thí sinh nữa. Như vậy theo quý vị nghĩ, thí sinh nào sẽ là thí sinh còn lại trong top 7 ạ? Số mấy ạ? Số 9, số 4, số 5, số 7. Thí sinh mang họ Trần. Mời quý vị chúc mừng cho thí sinh Trần Ngọc Bích. Thí sinh mang số 4. Dạ đó, kính thưa quý vị, đó là 7 thí sinh được vào vòng trong của chúng ta hôm nay. Một tràng vỗ tay cho tất cả các cô, kính thưa quý vị. Và một tràng pháo tay nữa cho tất cả các cô còn lại trong cuộc thi hôm nay. Lần nữa xin cảm ơn các cô rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ đến một phần thi, gọi là phần thi quyết định. 7 thí sinh trên sân khấu ngày hôm nay, cô nào cũng đẹp, cô nào cũng duyên dáng, cô nào cũng dễ thương, và chắc chắn cô nào cũng có một gia đình thật hạnh phúc, hoặc là có một cuộc sống thật là hạnh phúc. Phần thi tiếp theo đó là phần thi ứng xử. Đó là 7 thí sinh sẽ trả lời 7 câu hỏi của ban tổ chức. Thí sinh số 2, Selena Nhung Võ, bóc một câu hỏi. Vâng, câu hỏi của thí sinh Selena Nhung Võ như sau. Sao mà thí sinh trả lời mà em rung quá. Em rung giùm phải không? Dạ vâng, thưa quý vị và thí sinh số 2. Trong tứ đậu tường gồm có bài bạc, rượu chè, trai gái, hút sách, thì đối với bạn cái nào là tệ hại nhất và vì sao? Trước khi trả lời câu hỏi, xin kính chào ban giám khảo và kính chào toàn thể quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay. Trong
trong tứ đổ tường. Tứ đổ tường có nghĩa là bốn bức tường và không có lối thoát. Đối với em, tứ đổ tường là đều tệ hại như nhau. Nhưng nếu phải chọn, em chọn ít nhất hai, không thể chọn một. Đó là hút sách và cờ bạc. Tại vì hai điều đó có thể làm cho người ta tan cửa nát nhà, làm cho mình biến chất, làm cho mình có thể suy đồi rất là tệ, không có lối thoát. Nên em chọn hai điều đó. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Đó là câu trả lời của thí sinh số 2, Selena Nhung Võ. Kính thưa quý vị, câu hỏi của thí sinh như sau: món ăn để tả về con người Việt Nam sẽ là những món nào đối với bạn và vì sao? Cảm ơn câu hỏi của quý vị. Trước tiên, cho Hanh và Bùi xin gửi lời chào đến quý ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả tại trung phòng. Cho Hanh và Bùi xin lỗi bởi vì số báo danh của Hanh và Bùi bị rớt lúc mà hát xong vô chưa kịp gắn vào đây, mong ban giám khảo thông cảm. Câu hỏi này đối với Hanh đúng là thiệt là câu hỏi Hanna rất là thích. Bởi vì nói về Việt Nam thì rất là nhiều món. Như là Việt Nam ta có Bắc Trung Nam, Hà Nội thì có món phở, miền Trung thì có món bún bò Huế, và miền Nam thì có món canh chua. Thế nhưng mà để đặc trưng cho Việt Nam thì đấy là món phở. Vì mỗi khi mà nhắc đi tất cả các nước, nhắc đến Việt Nam là đã đến nhắc đến phở rồi. Hanna biết chắc tất cả quý vị khán giả ở đây đã từng thưởng thức món phở, và món phở đã đi vào lòng mỗi người Việt Nam. Thì khi nhắc đến Việt Nam là món phở là món đặc trưng nhất. Hanna xin hết. Và sau đây là thí sinh mang số 3, xin đi chăng. Kính thưa quý vị, đây là câu hỏi dành cho thí sinh Cindy Trang. Bạn nghĩ thế nào về vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam? Trước khi trả lời câu hỏi, em xin kính chào ban giám khảo và kính chào khán thính giả ngày hôm nay. Chiếc áo dài Việt Nam là em rất tự hào. Những khi nào đi đâu mà em có dịp, em đều mặc chiếc áo dài cả. Chiếc áo dài Việt Nam vừa kín đáo lại thể hiện được những nét đẹp của người phụ nữ. Chiếc áo dài cũng là quốc phục của người phụ nữ Việt Nam. Khi người phụ nữ mặc lên, nó vừa có vẻ trang trọng nhưng cũng thùy mị và thướt tha nữa. Em xin cảm ơn. Ở đây mời thí sinh mang số 13, đó là cô Bùi Thị Trang. Câu hỏi của thí sinh Bùi Thị Trang như sau: giữa người đàn ông giàu và nhu nhược, bất tài, với người đàn ông nghèo nhưng sống động, bạn sẽ chọn ai và tại sao? Trước khi trả lời câu hỏi, em xin kính chào ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt tại đây ngày hôm nay. Lại phải không? Lại phải không? Quên rồi, quên rồi. Bây giờ dễ cho dễ nhớ nha. Một người đang đeo đuổi em nha. Một người thì giàu thiệt giàu mà nhu nhược, bất tài, cái người nghèo thiệt nghèo đang đeo đuổi em nhưng mà rất là sống động giống như Khánh Hoàng vậy đó. Thì em sẽ chọn ai? Có nghĩa là giữa tình và tiền, em chọn ai? Em xin trả lời câu hỏi của em. Em sẽ chọn người đàn ông nghèo nhưng mà sống động. Vì có cơ hội đó. Vì em tin người đàn ông đó sẽ đừng nhìn anh rung lắm. Quý vị, một tràng pháo tay khích lệ cho tinh thần của cô. Quý vị sẽ chịu khó học hỏi và sẽ yêu thương người thân của họ đến suốt cuộc đời. Em xin hết ạ. Em nói vậy dưới đây đại gia không á? Dạ vâng, kính thưa quý vị, thí sinh tiếp theo, thí sinh mang số 11, Lenny Bùi. Địa vị nào cũng có giá trị riêng của nó trong xã hội này.
Vậy thì bạn ước muốn được ở địa vị nào trong xã hội của chúng ta và tại sao? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi của mình, em xin gửi lời chào đến tất cả ban giám khảo và các quý vị hôm nay ở đây. Đối với em thì địa vị nào trong xã hội rất có nhiều địa vị, nhưng đối với em thì em sẽ chọn cái địa vị nào mà thích hợp và đúng với sở thích của em. Vì khi một người mà làm một cái công việc mà mình thích và đúng cái sở thích của mình thì mình sẽ phát huy nhiều hơn, và em thích cái địa vị đó cho mình. Dạ, cảm ơn. Tiếp theo là thí sinh số 5, cô Phan Thị Thu Thủy. Phan Thị Thu Thủy, xin em trả lời câu hỏi sau đây. Sắc đẹp và trí thông minh, bạn sẽ chọn cái nào? Tuy nhiên là phải tại sao? Trước khi trả lời câu hỏi của anh Hoàng, em xin kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Giữa sắc đẹp và trí thông minh, em chắc chắn rằng ai ở đây cũng chọn trí thông minh. Trong xã hội bây giờ, em nghĩ em sẽ chọn sắc đẹp. Em khỏi chọn, em có rồi em. Tại vì thời buổi bây giờ cái sắc đẹp nó thống lãnh quá. Hễ ai mà có sắc đẹp thì có thể làm nên mọi thứ. Em xin hết. Em có thông minh không quý vị? Hay là nói ngắn gọn câu là tôi đẹp tôi có quyền, phải không? Phải nói là một câu trả lời rất là thành thật, kính thưa quý vị. Và thí sinh cuối cùng đó là thí sinh Trần Ngọc Bích. Và cô sẽ trả lời cho câu hỏi cuối cùng hôm nay. Câu hỏi cuối cùng khỏi cần bóc ra. Khỏi cần bóc. Dạ vâng. Giữa sắc đẹp và sự giàu có, bạn chọn cái nào và tại sao? Lại một sự chọn lựa. Trước khi trả lời câu hỏi của MC, cho phép em được gửi lời chào trân trọng và thân ái tới ban giám khảo cùng toàn thể quý vị hiện diện trong đêm nay ạ. Giữa sắc đẹp và sự giàu có, bất cứ người con gái nào cũng muốn hai điều đó. Nhưng với em sẽ chọn sự giàu có. Bởi vì một bông hoa đẹp cũng có ngày tàn phai. Nhưng nếu em có sự giàu có, em sẽ tạo dựng được sự nghiệp, có thể giúp đỡ được những người kém may mắn hơn và làm nhiều điều phúc thiện cho xã hội ạ. Em xin hết. Dạ vâng, kính thưa quý vị. Này là khôn chứ không phải thông minh. Và đó là câu trả lời của 7 thí sinh còn lại của chúng ta đêm nay. Một tràng pháo tay cho tất cả các cô, kính thưa quý vị.